Mày ra ngoài H2 4 cái này là mày đẹp. Rồi. Stop Mấy nãy con thấy hình như là xưa không? my Thì screen sao or nó đóng tiền vào? Vậy là thêm là thêm là kệ ngọn cắt. YouTube rồi. Rồi chúng ta lại bài. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Bồ Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thì mình chờ xíu. Giờ hôm nay đó là buổi đầu tiên của cái lớp học Bali nâng cao 2 nè. Thì trong cái khóa học và những cái lớp học của Bali nâng cao 2 thì chúng ta học về những cái giá trình được đề cập ở trong Chattha Sangita CD nè. Yogi Arayana Vipassana Institute Resource Institute ở trong đó có đề cập đến. Tức là các vị có thể là mở vào bằng cái đường bằng các vị có thể vào trong trang tiếp tư cách của Oracle là một. Rồi kế tiếp thì các vị vào trong phần Roman web thì từ đó các vị có cái phần thanh giá ở đây. Nó có thể các vị vào trong thư viện của Theravada trực tiếp. Vì ra cái trang web này có đôi khi nó bị đóng nha, nó bị đóng. Nó có thể chỉnh sửa gì đó, vân vân. Các vị có thể lưu ra lại vào. Và các vị có thể vào trang Theravada, thư viện Theravada. Thì cái này thì sẽ ổn hơn, cái độ ổn định sẽ cao hơn nha. Về tương tự ăn nhát cũng tương tự đây, vì rằng ở trong Theravada, thư viện Theravada đó là copy cái source từ Vyaraya. Vyaraya từ đây nhỉ, cho nên là tương tự ăn nhát cũng tương tự luôn, cũng là Visuddhi Sangha nhá, Thác Pucha Visajana Lady Saro Gantha Sangaho Buddha Vandana Gantha Sangaho Quang Sang Gantha Sangaho Quang Phụ Lạc, cái này Vyakarana Gantha Sangaho. Sangaho ở đây tức là cái gì? Sangaho là tóm lược nhỉ. Chúng ta thường hay nghe tức là toát yếu, tập yếu, sự tổng hợp. Ông nói rõ tức là cái gì sự tổng hợp để chúng ta nghe rất là hiểu. Ở đây tức là cái gì? Tổng hợp tất cả những cái kẻ ngôn, gạt thác ở đây tức là kinh văn thôi. Những cái tác phẩm mà của Thầy Lê Ghi Xe Rô hoặc Sang Cá Hồ ở đây tức là gì? Là sự tổng hợp hay gọi là tuyển tập đó. Tuyển tập là kinh văn gì? Để cả cái cảnh là Phúc Đá Quang Nào tức là sự lễ bái, sự tín lễ đến Đức Phật. Quang Sang Gần Thác Sang Đức Hồn nè, tức là tuyển tập về cái kinh văn mà đề cập đến quan sát, tức là cái gì? Truyền thống. Truyền thống bao gồm cái gì? Chúng ta sẽ là chu là canh thao quan sát, hà quan sát, sang sát quan sát, rồi đi bao quan sát, có rất là nhiều nha. Ví dụ sang sát quan sát là cái truyền thống của giáo pháp, mà hà quan sát là cái truyền thống mà chúng ta phân ra là cái của đầu và của
cái bộ đầu tiên với cái dung lượng lớn hơn so với cái bộ nhỏ. Hẳn như đi bác quan sát là đề cập về cái truyền thống khi mà Phật giáo được truyền qua đời Sureka như thế nào đó. Đi bác quan sát đi bác thì là đạo thôi. Rồi kế tiếp ở đây tức là cái gì? Kế tiếp ở đây tức là Vyakarana Gantha Vyaksakaho, tức là tuyển tập về những cái văn, những cái tác phẩm mà Gantha chúng ta có thể những tác phẩm, tuyển tập những cái tác phẩm về văn phẩm. Rồi tuyển tập những cái tác phẩm mà thuộc về ni tí nữa. Ở đây là những cái tác phẩm được trích tác do một vị sư người ní này, về đề cập đến từ lô cá ni tí, xuất tá ni tí v.v. Rồi kế tiếp ở đây ni tí thì chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái quy luật đó, là đô cáo ni tí là những quy luật thế gian, quy luật mà thuộc về kinh điển, kinh tạng của tôi, quy luật về pháp, quy luật về thể thơ vân vân. Rồi kế tiếp tức là Pakindakagantha Sangho, tức là tuyển tập các tác phẩm mà gọi là tổng hợp, bao gồm cả khía cạnh về nói về, đề cập về Sima ở đây cũng đề cập về Vissantara ghi tiếp. Vissantara thì tức là cái tiền thân của Đức Bồ Tát Vissantara đó, khi mà bố thí vợ và con của Ngài. Rồi hơn nữa là tuyển tập về những tác phẩm của Sinhala, tức là của của Sri Lanka đó hả. Thì trong đây bao gồm là Khúc Bác Quang Sát, không được liệt kê trên phần này nhưng mà để Khúc Bác Quang Sát tác phẩm được trích tác ở bên Sri Lanka, đề cập đến cái gì, đến các tháp là xá lợi thu quá, rồi đa tháp là xá lợi ra của đức Phật, vân vân, đa tú quan sát, tức là đa tú này là xá lợi, đa tháp này là cái răng nha, vân vân, đó một loạt như thế này. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta cũng có thể là tham khảo. Và hôm nay đó thì chúng ta học về cái bộ tên là Abhidhamma Dipika Patha. Cái bộ này đó, nếu mà xét ra ở trong một cái phần mà có là Vyakarana Gantha Sangho đó, thì nó thuộc về cái gì? Đây, chúng ta sẽ thấy rằng có hai tập. Một là Abhidhamma Dipika Patha và Abhidhamma Dipika Tika. Abhidhamma Padipika Bà Tháp là tác giả, tức là Abhidhamma cộng Bà Padipika nè, cộng với Bà Tháp. Bà Tháp ở đây tức là cái gì? Cái cách đọc hay là kinh văn đó, tác phẩm đó, chúng ta dùng cái tác phẩm cách đọc. Tại vì chúng ta phân ra cái phần làm chánh văn thì được gọi là Bà Tháp Tăng kinh. Kinh ở đây chúng ta đã hiểu rằng đó là không phải kinh điển nha, chỉ tức là ở đây tức là cái bản văn, cái văn bản thôi. Padipika từ con từ Padipa hả? Padipika, Padipika, Padipa tổng nghĩa ý ca nhỉ? Padipa có là sự tường giải, sự giải thích, sự tường giải, sự giải thích. Từ con từ Padipeti nhỉ? Danh từ là Padipa, Padipeti, sự tường giải, sự giải thích, mà thuộc về ý ca ở đây. Rồi kế tiếp là Abhidhamma, Abhidhamma chúng ta tắt ra là Abhi cộng với Kanda nhỉ? Abhi cộng với Đa. Kanda đó thì Kanda mà Đa mà trường âm đó nha, chứ các bạn nghĩ rằng tức là cái gì? Đặt vào. Đặt vào hoặc như là hỗ trợ. Mà khi ghép cái tiền đó tức là cái gì? Abhi chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Hướng lên, tăng trưởng. Thì Abhidhamma nó mang nghĩa là tức là cái gì? Tức là xoáy sâu, làm sáng tỏ cái ý nghĩa của từng từ. Cho nên cái chữ Abhidhamma Padipika chúng ta có thể dùng theo nghĩa tức là cái gì? Tường giải về nghĩa của từ. Mà chúng ta có thể dùng theo nghĩa là diễn từ văn ha. Diễn tường văn, diễn ở đây tức là ánh diễn là diễn giải nha. Abhidhamma, Abhidhamma nó còn có nghĩa là cái gì? Nó còn có nghĩa là cái cách trình bày, cái từ biểu đạt, sự diễn giải về nghĩa của từ. Padipika tức là sự tường giải, sự giải thích. Rồi kế tiếp ở đây chúng ta sẽ có là Abhidhamma Padipika Tika. Tika tức là cái gì?
Supplementary ha, tức là sự giải thích, từ giải về, tức là sẽ giải thích cho cái văn bản phía trên. Trong cái phần, trong cái tác phẩm này, trong cái phần đầu tiên nè, tên gọi này đó, chúng ta còn có thêm là Paranama nữa. Cái tên gọi khác nữa là Pali Nigandu nè. Pali Nigandu. Trong cái phần tiêu đề, phần cái... cái bìa sách chúng ta đó, chúng ta có cái từ đó. Paranama nè. Tên là chị... tên gọi khác nhỉ. Nigandu ở đây chính là Pali Nigandu. Nigandu nghĩa là gì? Nigandu ở đây chúng ta dùng cái nghĩa tức là giải thích tuần tự, tuần tự từ 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 một, hay giải thích từ từ một, phải như là ngữ vựng, hoặc như đề cập đến cái cảm tức là sự tổng hợp, phải như là từ điển đề cập đến những cái từ đồng nghĩa như vậy. Mà không phải Pali. Tác phẩm này là do Gandhakara, tức là tác giả nè, chính là ngài Mokkanla Sarogama Mokkanla Nasrika ở thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch. Rồi cái tác phẩm là Tika đó còn có một tên gọi khác là Abhidhamma Padipika Sangvanana. Sangvanana có là sự tường giải, sự giải thích. Vanana thì Sangvanana thì cũng giống nhau cả. Rồi kế tiếp đó là với cái tên gọi khác là Abhidhamma Padipika Abhidhamma Abhavanana, tức là giải thích về ý nghĩa của cái tác phẩm Abhidhamma Padipika. Và tác giả của tác phẩm này tức là Panyaswami, người Mỹ nha, được trích tác vào thế kỷ 14, thế kỷ 14 sau Tây lịch. Như vậy trong hai cái tác phẩm này, chúng ta nhìn ở đây này, trong cái phần mà gọi là cái phần Vatican, trong phần mà gọi là một lục á, thì ở trong đây đề cập đến cái gì? Đẹp giống như cái phần một cái trên này ha, chúng ta dùng cái này Abhidhamma Padipika hoặc như là Pali Nigandu nè. Nigandu có nghĩa là cái đề cập sơ. Chúng ta có thể dùng theo nghĩa tức là cái từ điển giải thích từng từ một. Cũng có nghĩa là tức là giải thích từ đồng nghĩa thì nè. Để nêu ra những cái từ đồng nghĩa. Rồi, ở trong đây thì các phần mục lục chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phần đầu nè, chúng ta sẽ có là Buddhapamano. Buddhapamano. Buddhapamano ở đây là Buddhapamana, Pamana từ động từ Pama. Pamanamati nè. Namati đó là kính lễ. Buddhapamana, Buddhapamano tức là sự kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến giáo pháp, kính lễ đến tăng chúng. Tức là trong mỗi tác phẩm như vậy, thường á thì tác giả sẽ nêu ra cái việc mà tỏ cái lòng tôn kính đến ba ngôi tam bảo trước khi mà trước tác của tác phẩm ở đó. Và ở đây cụ thể hóa bằng ba cái bằng kệ để lễ bái. Giống như mỗi phần khi mà chúng ta đọc vào trong Atthakatha hoặc như Tika, ta sẽ có cái phần gì? Gantharampakatha. Tức là cái kệ ngôn mà khởi đầu cái kinh văn á. Với cái việc mà lễ bái như vậy. Rồi cái tiếp là Patinya Pripasa. Patinya thì chúng ta dùng nghĩa tức là cái sự chấp thuận. Pripasa. Pripasa chúng ta dùng nghĩa là cái cảm tức là sự phản biện. Sắc các canh đá nè. Rồi sau đó chúng ta có cái gì? Chúng ta có năm cái canh đá. Canh đá ở đây đã chỉ là cái phần nhỏ trong chương sắc hoặc là cái tiết. Thì bao gồm trong cả sắc giá, bu và samanya. Bu ở đây tức là viết tắt của những mà bu mí đó. Bu mí. Sắc giá ở đây ta là thường chúng ta nghe thường tức là gì? Đó chỉ tức là thiên giới nha, còn trời. Bumi ở đây là đất và thời gian, vân vân vậy. Thì trong cái phần Bumi là phân ra nhỏ là 7 phần được. Ví dụ như Bumi này, Bú Rá này,
Cái bú rá này ở đây chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Bú rá có nghĩa là cái thị trấn, bây giờ cái ngôi nhà. Bú rá, bú rá nó còn có nghĩa là cơ thể này. Ná rá nghĩa là người nha. Chá tức banh ná quát gác, chá tức banh ná quát gác ở đây chá túng là còn quanh ná. Quanh ná có nghĩa là gì? Quanh ná có nghĩa là màu nha. Nhưng mà khi ghép vào nó tạo thành từ, nó chỉ tức là gì? Bốn cái giai cấp thôi. Bốn cái giai cấp được phân hóa dựa theo cái tín ngưỡng của bà tôn giáo, được đề cập ở trong Tam Kệ Đà. Tức là sự phân hóa cái giai cấp dựa vào cái vấn đề là tín ngưỡng, vào cái việc tôn kính, tôn thờ vị Phạm Thiên là người sáng tạo ra tất cả muôn loài. Và hẳn nhiên cái vị Bà La Môn đó, họ đều quy định, mặc định và ước định rằng đó là họ là cái giai cấp mà được sáng ra từ từ miệng của Phạm Thiên. Còn những giai cấp khách tí giá tức là sanh ra từ vai của Phạm Thiên, vân vân. Rồi giai cấp thấp hơn nữa tức là sanh ra từ đùi, trên đùi, vân vân. Tức là càng về sau, càng mà xuống dưới chân của vị Phạm Thiên thì đồng nghĩa rằng đó là cái gì? Cái vai vế và cũng như là cái sức ảnh hưởng đó, nó sẽ bị giảm dần đi. Và ở đây đó, khi mà chúng ta phân ra thì chúng ta lại phân là khách tí giá, Ramana, Vesta và Sudana. Tức là phân theo cái việc mà cai trị thôi. Chúng ta không phân ở giai cấp này là phân theo cái cảm tức là cái gì? Cái việc mà dựa vào thuần cái tín ngưỡng văn hóa của bà môn giáo trong Tam Kệ Đà nha. Mà phân về cái cảm tức là một tức là bốn giai cấp ở trong một quốc gia. Thì như vậy cái người mà đứng đầu, cái người mà quản lý cai trị cái quốc độ đó thì được nâng lên hàng đầu như cách giáp thì như gọi là vua chúa đó. Rồi Aranya quát gác là đề cập tới cái đặc rừng Aranya đi vân vân. Bà tà la chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái xu hướng hoặc như là cái vật đá vân vân. Rồi kế tiếp cái phần nhỏ tức là Samanya nha. Samanya thì ở đây chúng ta có bốn cái phần nhỏ ở đây, bốn cái phần nhỏ này. Wises yadina quát gác. Wise ở đây chúng ta tách ra là wises, quý sĩ xí nha, ý ngắn và ý dài. Adina về quốc gia, quý sĩ xí hả? Từ cái tính từ quý sĩ xác là khác biệt. Adina quá ở đây chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Tức là cái chủ đề. Adina tập với quốc gia. Thứ hai nữa tức là Sankinna quát gác. Sankinna ở đây chúng ta dùng cái nghĩa tính từ nhưng mà nghĩa rằng đó là được trộn lẫn hay được gọi là hỗn tạp. Anekatha quát gác. Anekatha quát gác. Nhiều ý nghĩa khác. Á thì giá giá bất giác, á thì giá giác là bất biến từ. Rồi đến cái phần cuối tức là Nikamana. Tên là cái việc mà giải thích phải như là nâng dạy. Thì trong cái phần chánh văn đó, ta liếc sơ xuống phía dưới này, chúng ta sẽ thấy là đây là toàn bộ những cái phần kể, cái phần mà gọi là ba tháp, toàn bộ những cái phần kể như này. Toàn bộ những phần kể như vậy. Như vậy có tất cả là bao nhiêu phần kể? Chúng ta sẽ có tất cả là 1.203 cái phần kể. Chúng ta sẽ từ từ 1.203 phần kể. Và tương tự như vậy tới cái phần một là tiếp theo cũng sẽ bao gồm luôn những cái phần đó, nhưng sẽ được tường giải một cách chi tiết. Thì như vậy tại sao chúng ta phải học cái này? Giống như cái tiêu đề, cái phần mà tên khác của cái bộ mà Abhidhamma Padipika đã diễn tên là gì?
đây giống như được xem như là một cái bộ mà từ điển và những từ đồng nghĩa hoặc như là giải thích từ, nó sẽ bổ sung, nó sẽ bổ túc cho những người mà nghiên cứu Bali Kim sâu, có thể sử dụng hiểu rõ các từ và sử dụng các từ một cách đúng đắn. Nếu như mà họ chưa có trải qua những cái lớp hoặc như là những cái môi trường mà đào sâu hoặc nghiên cứu vào trong Atharvatika, tại vì trong cái Atharvatika cái cách trình bày cũng được trích dẫn từ ở trong cái tác phẩm này, có nghĩa là tác phẩm này được trích tác sau Atharvatika, cho nên các vị này đó cũng lấy cái cách mà trình bày giống như trong Atharvatika được diễn ra, nhưng mà không có phân theo từng bài kinh mà phân theo từng cái gì, từng cái chủ đề, và đặc biệt đó là dựa vào những cái phần mà tác giả muốn đề cập đến nhỉ, thông dụng ở trong cái đời sống thường nhật như vậy sẽ có những từ đề cập đến. Thì khi mà chúng ta học như vậy đó, chúng ta sẽ bổ sung một số lượng từ rất là lớn và cách định nghĩa từ. Một cách đó là đúng hoặc như là gần như đúng giữa các bản tạng chú giải. Tại vì có những cách nghĩa đó họ vẫn dựa vào cái tư vẫn dựa vào cái cách được trình bày của Atharvatika. Tuy nhiên cái lối văn họ diễn dịch khác hơn thôi. Cái tác giả diễn dịch hơi khác thế thôi. Ở đây đặt cái vấn đề đó là cái gì? Đối với người mà không có đào sâu vào cái Atharvatika thì có thể học cái tác phẩm này để cái gì? Bổ trợ cho vấn đề đó là cái vốn từ cho mình. Và cái cách hiểu, cách giải thích tường giải vốn từ dựa theo cái quy chuẩn của Atharvatika. Như vậy thì cái lớp này đó, nó sẽ bổ sung thêm cho cái lớp mà gọi là Bali nâng cao 1 nha. Tức là đề cập đó, cách giải đáp của Parambasiddhi. Cái lớp đó đó đề cập đến hai cái tác phẩm đó, từ đề cập đến những cái điều luật mà được sử dụng, được cấu thành nên các từ. Vì rằng trong cái câu đầu của cái giai đoạn đề cập đến để hiểu rõ được lời dạy của Đức Phật thì đồng nghĩa rằng chúng ta cần phải hiểu rõ được từng câu một. Và để hiểu rõ từng câu một như vậy, chúng ta phải hiểu rõ từng từ một với những cái biến cách, với những cái sự thay đổi, biến hóa ở trong. Và để hiểu rõ được từng từ như vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ về nguyên âm và phụ âm. Từ những âm tiết cấu thành nên một chữ cái, một từ như vậy. Và hơn nữa, khi mà chúng ta học cái bộ này thì chúng ta cũng sẽ bổ sung cho thêm cái cảnh, tức là chúng ta có thể sử dụng theo vấn đề các từ đồng nghĩa cho vấn đề mà bạn viết hoặc như là bạn nói, vân vân. Rồi thì có cần hỏi gì không? Cho nên tác phẩm này cũng nhẹ nha. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ làm được khóa học xong sớm nha. Thì cũng có vài trăm trang nè. Dạ. Vài trăm trang nè. Sớm hồi nãy xin hóa phút xong và kể anh một ngàn mấy kệ hay không? Dạ không. Cái này tổng quan hết luôn cả cái phần Abhidhamma Paṭipaṭika ba tháng là bao gồm 1.200. Bao nhiêu bài kệ? 1.203 là bài kệ. Nè, các vị nhìn lên cái phần bên đây này. Các vị nhìn vào bên trong, các vị sẽ thấy rằng là cái gì? Buddhapamado, Buddhapamado, Dhammapamado và Sangkapamado có 3 bài kệ. Để cảm thấy tán dương ba công đức ba ngôi tam bảo. Thì khi mà học về cái này thì chắc chắn chúng ta sẽ không có học về những cái điều luật, mà chúng ta chỉ đề cập đến khía cạnh tức là giải thích từ mà thôi. Cho nên nó sẽ bổ sung chúng ta nhiều. Ví dụ như khi mà đề cập về cái chữ mà gọi là Buddha, thì ở đây cũng sẽ nêu ra một loạt những cái từ mà đồng nghĩa với chữ Buddha. Ví dụ như cái chữ mà trong cái phần là Sakkadana nha, trong cái một cái Vanana đầu tiên, cái căn đá đầu tiên, thì chúng ta sẽ có đưa ra một loạt những cái từ đó. Ví dụ như Sattanyo nè, Đí Bhamutamo nè, là chỉ là một tối thượng, tức là hai chân, rồi sắp, đa sắp bao,
Dasapalo tức là đúng đạo lực nha. Vị mà có đầy đủ 10 cái sức mạnh này. Rồi một đường gọi là bậc Satha này. Và y như là theo cái nghĩa tức là Lokanatho, tức là bậc hộ thế nha, bậc hộ trị thế gian vậy, vân vân. Đây một loạt những cái từ đã chỉ có đại sư cái chữ bút đôn rồi. Như vậy từ khi mà chúng ta học này chúng ta sẽ thấy được rằng là có mối quan hệ. Phải như ngày hôm qua chúng ta khi mà học về Pali Nâng Ca chúng ta có cái từ là số danh buôn này, các bạn nhớ không? Danh buôn. Sát danh đó hả? Ở đây người ta giải thích này nè. Sát danh mê quá, xong mà bút đồ bó bá tiết. Người mà đã trở thành, người mà thành tựu quả vị chánh là chánh giác. Một mình, tự thân. Anh em nhé, bồ đi tù tiết, sát danh buôn. Mà như thế nào? Chúng ta ná hả? Anh nhát có nghĩa là gì? Anh nhát có nghĩa là khác nhỉ? Anh nhát là không có người khác. Bodhito, Bodhita. Ở đây quá khứ phân tử hả? Bodhiti. Mang nghĩa là được giải thoát. Giác ngộ. Như vậy bậc mà đã được giác ngộ mà không nhờ một người nào khác thì được bậc sở danh buông. Bậc đã tự mình trở thành. Trở thành cái gì? Tức là trở thành bậc chánh giác. Đấy, đó là một loạt những cái từ định nghĩa thôi cho cái chữ bậc bút đô. Rồi, như vậy chúng ta tới cái phần kể đầu tiên nha. Các vị có hỏi gì không? Mình cho bao hết một cái hộ gì nè. Rồi trong cái phần kể đầu tiên ha. Tất tha các tôi vô. Karuna karo karo. Baya tắc. Mùa sắc giá xuất khắp ba đằng, ba đằng, xuất khắp ba đằng, ba đằng. Aka prap thang. Kali sampa we pa we. Nama mi tang. Kìa quá nát bức karang karang. Tất thai các tô. Đây là chủ từ nha. Thường hay chúng ta được đọc âm tức là cái gì như lai đó. Để mà hiểu rõ thì lát chúng ta sẽ có cái phần bài tập chúng ta cho cái từ tập hai các tôi. Rồi cái tiếp vô ở đây là chủ từ ha. Karuna karo. Karuna có nghĩa là sự lòng bi mật cho từ nữ tính. Karo ở đây đó là chia cùng cách với lại tập hai các tôi. Từ tương tự karo tí căng ha. Ăn cờ. Cờ rác có nghĩa là sự tạo tác. Và như sự thực hiện. Mà ở đây tức là khi mình ghép chung với nhau tức là cái gì? Karuna karo tức là bậc mà có lòng đại bi. Vì rằng cái karuna này là một trong bốn cái brahmavihara. Bốn cái phạm trú. Nhưng mà riêng cái trường hợp của Đức Bồ Tát Chánh Định Giác trong vòng tử sanh luân hồi khi mà ngài đã phát tạo 30 pháp hành ba la mật. Ví dụ như Đức Phật Gautama chúng ta trong lúc mà phát tạo 30 pháp hành ba la mật trong suốt 22 tăng kỳ 100 ngày đại kiếp chia ra làm 3 thời kỳ. Phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, phát nguyện trong tâm 7 tăng kỳ, phát nguyện ra lời 9 tăng kỳ và sau khi được Đức Phật đi bằng thái lát thọ ký và còn 4 tăng kỳ 100 ngày đại kiếp nữa. Thì trong suốt quá trình dài như vậy thì trong lúc mà viên mãn các pháp Parami là các pháp toàn hảo, những cái yếu tố dẫn đến sự giác ngộ, yếu tố để hỗ trợ. Cho nên khi mà để nhìn nhận được xem rằng đó là một chúng sanh này có khả năng giác ngộ trong tương lai hay không, thì cái vị Phật chính là chánh giác đó phải sẽ dùng cái gì? Sẽ dùng cái thiên nhãn minh
Mà trong cái tiếng nhạc Minsk chúng ta phải học phân ra hai, tức là cái gì? Chú tu bà bà, tức là chú tí còn u bà tá nhà đó. Chú tí còn u bà tá nhà đó. Chú tu bà, chú tu bà tá nhà đó. Ghép lại hả? Tức là cái trí mình thấy rõ được sự sanh và sự diệt của chúng sanh khác. Tức là thấy được trong đời quá khứ nhỉ? Trong tiền kiếp người đó đã từng thực hiện hành những cái thiện pháp nào, đã tác tạo, đã tu tạo, đã hàm dưỡng những thiện pháp nào, và các đề mục nào sẽ tương thích với người này, căn tánh người này sẽ như thế nào. Và cái niết bát chắc khu đó đó, tức là thiên nhãn minh đó, tức là một trong ba minh đó ha, mà một vị chánh định thứ nhất sẽ giác ngộ. Và cái căn, và cái căn giữa ha, thì cái căn giữa, cái niết bát chắc khu đó phân ra làm hai. Một là cái gì? Chú tí còn của bà tá nhà đó. Cái thứ hai đó là anh đang gần sát nhà đó, tức là cái trí mà thấy về cái tương lai. Hay chúng ta nghe là atita tức là quá khứ, anagata tức là tương lai, rồi bắt chút banh đá là hiện tại không? Anagata hả? Như vậy anagata nhà đó tức là cái trí mà thấy được cái đời tương lai của vị này sẽ trở thành một vị chánh đại chánh giác, mà có thể là trở thành một vị độc giác, có thể trở thành vị tinh văn giác, vân vân. Sau có sau có Buddha nhỉ. Cho nên cái chữ giác đó, bậc giác giả dạ, thì là Buddha. Cho nên cái về cái quả vị mà giải thoát đó, thì hẳn nhiên từ bậc chánh đại chánh giác Sammasambuddha cho đến cái chia các Buddha cũng như là sau các Buddha đều giống nhau cả, đều đạt đến cái trạng thái tức là liệu bộ được tứ tánh đế, chứng đắc được bốn đạo, bốn quả và niết bàn, đoạn tận bộ khổ được luân hồi. Tuy nhiên do cái quá trình tu tạo hàm dưỡng tác tạo khác nhau, cho nên cái đặc thù sự giải thoát là giải thoát là một chuyện rồi, nhưng mà cái đặc thù riêng, cái khả năng riêng thì mỗi vị sẽ có những cái ưu thế, những cái đặc thù. Ví dụ đối với được một cái người chứng giác thì ngài không còn cái giới hạn nào được về trí tuệ, cho nên ngài mới được gọi là sắp anh chúng ta nha, bậc mà sắp anh chúng ta tức là bậc nhất thiết trí, bậc biết toàn, bậc biết toàn bộ. Rồi Đức Phật đọc, rồi hơn nữa mà không nhận biết và bộ như vậy, ngài tự mình giác ngộ và ngài trình bày con đường đó để hướng cho những người hữu duyên thực hành và hướng đến sự giác ngộ tương tự giống như ngài, tức là trở thành một bậc giác giả giống như ngài. Nhưng mà theo, nhưng mà trở thành một bậc giác giả như vậy đồng nghĩa ra cái là gì? Sẽ trở thành cái bậc thứ ba, anh chỉ tên là Savaka Buddha, là tức là bậc tinh văn giác, tức là bậc giác giả nhưng mà phải dựa vào vấn đề sâu Savaka, từ cái từ Savana, từ danh từ Savana, từ cái động từ Sunna biến nè. Sao qua các đó là người mà phải được nghe mới giác ngộ. Nghe ở đây vì rằng trong cái bối cảnh thời đó phải nghe trực diện từ Đức Thế Tôn, thấy trực diện từ Đức Thế Tôn, tu tập trực diện như vậy. Và trực diện còn theo cái cảnh đó tức là cái gì? Tức là có thể xuyên qua các vị đệ tử của Đức Thế Tôn, nhưng mà phải chứng tử những cái lời pháp mà vị đó được truyền đạt lại. Chính cái pháp mà ngài đã giác ngộ, anh chỉ tức là Đức Phật trên cái giác, ngài đã giác ngộ, chính ngài có thể trình bày trực tiếp cho một người đó, hướng đến sự giải thoát cho người đó. Hoặc như là vị, hoặc như là ngài đã dạy sở bắt đầu các vị tinh văn, tức là các vị mà thánh đệ tử của ngài đi truyền trao lại, hoặc các vị mà cư sĩ, hoặc các vị mà gọi là còn phàm chưa chứng bậc thánh nhưng mà bảo tồn nhắc nhở đúng là dạy Đức Phật. Thì như vậy cái người kia nếu mà có hữu duyên thì mà nghe thấy cũng có thể là dẫn đến sự chứng đắc. Thế cho nên cái Karuna nha là một cái đức lành mà ngài trong cái quá trình mà tu tập tác đạo như vậy, ngài luôn luôn hướng về với cái lòng đại bi. Maha Karuna có thêm cái chuyện mà Maha nữa nha, tại áp gì tức là cái gì? Cái sự lòng trắc ẩn bi mẫn đó, nó không có giới hạn ở cái đối tượng, tức là thân mật biến thuộc, những cái người mà mình làm mình thương, rồi những cái người mà gọi là bình thường đối với mình, mà không những là kẻ thù, mà gọi là trong một khoảng thời gian nào đó, mà trong nhiều cái đời sống quá khứ như vậy, tức là trong suốt một khoảng thời gian mà tu tập như vậy, ngài đều hướng về cái sự mà gọi là lợi ích tha nhân, cho nên mới được gọi là Maha Karuna. Còn cái việc chúng ta tu tập Karma, còn cái việc chúng ta tu tập Karuna, có bên kia là như thế nào? Nó sẽ bị hạn cuộc lại, nó hạn cuộc lại bởi nhiều khía cạnh. Ví dụ trong giai đoạn đầu chúng ta tu tập như vậy, chúng ta có nên khi hạ cuộc là ở cái gì? Cái đối tượng, cái khoảng
Nhưng mà khi mà chúng ta thực sự khi mà tu tập cái đề mục Mahakaruna hoặc như là một trong bốn cái đề mục mà Brahmavihara thì ba cái đề mục nào sẽ dẫn đến chúng ta ba cái bậc thầy đạo. Nhưng mà riêng đó, đối với cái đề mục mà gọi là Upekkha đó sẽ dẫn đến chúng ta đến đệ tứ thiền sắc giới với cái đề vi chi thiền tức là xả và lạc. Xả và định. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập cái Karuna này có thể chúng ta chỉ giới hạn ở đối tượng và chúng ta giới hạn ở cái phương và từ sau những cái chính tắc như vậy có thể là để nhất thiền, để nhị thiền, để tam thiền, để tứ thiền rồi bắt đầu thiền đó, xuất khỏi thiền đó rồi bắt đầu mới hướng tâm về một phương, hai phương, ba phương, vân vân. Các chỉ là phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam, vân vân đấy. Rồi tất cả những chúng sanh nào trong cái tầm nhắm, trong cái khuynh hướng mà bị nó hướng về trong cái phương hướng đó thì có thể là cảm nhận, có thể mà nhận lấy được cái nguồn năng lượng đó, cái nguồn năng lượng chúng ta có thể tạo ra như vậy. Bởi vì tâm lý chúng ta nó sẽ phát khởi ra, nó tạo ra cái nguồn năng lượng tốt như vậy. Thì ở đây tức là cái gì, chúng ta sẽ thấy rằng Karuna, Karo dẫu rằng không gì má hai mà chúng ta phải biết rằng các chỉ tức là của Đức Thế Tôn nha. Karuna, Karo, Karo phía sau là Karo nữa ha, tức là hai từ Karo. Như vậy ba từ này, bốn từ này đều là chia theo chủ cách cả. Rồi chúng ta coi tiếp. Ba gia tắc, chúng ta có một cái dấu lược ha, chúng ta có một cái dấu lược. Thật sự cái này thì chúng ta nên coi có một cái dấu lược. Người ta cũng có dấu lược nha. Bát gia tắc mô sẽ chạm rồi như vậy bát gia tắc mô sẽ chạm nhỉ. Chúng ta để dấu lượng cũng được, chúng ta không để dấu lượng cũng được nha. Bởi vì khi mà các vị học cái sanh lý thì đồng nghĩa rằng gì, khi mà chúng ta tách từ ra hẳn nhiên chúng ta sẽ biết rằng là bát gia tắc mô sẽ chạm. Để dấu được ở đây đó, để cho thấy rằng cái là gì, tại đó có sự là gì, Nikayita sanh lý ở chỗ này. Tức là Nikayita là đoạn chữ M. Nhưng mà để dấu được đó, thì nó sẽ tách rời chữ ra, nhiều chỗ nó đọc không có ấy. Nhưng mà vì là nguyên bản họ vẫn có dấu được cho nên chúng ta còn để dấu được đó. Rồi xuất ở đây Bajata, Bajata thì nghĩa là gì? Bây giờ đó là quá khứ phân từ của động từ bây giờ tiếp, mang nghĩa rằng đó là được thực hiện, được tiến hành. Ô sắc chát ở đây từ cái động từ thôi, ô sắc chát tí nha, đây là cũng nghĩa rất rõ. Ô sắc chát, ô sắc chát tí có nghĩa là phát ra. Xuất khắp ba đằng, xuất kháng cộng như ba đá. Xuất khá thì chúng ta biết rằng tính từ mang nghĩa rằng là an lạc. Nhưng ba đá để chúng ta trải nghiệm là gì? Chữ ba đá nó có rất là nhiều nghĩa. Ba đá nó có nghĩa là gì? Là câu. Ba đá có nghĩa là từ. Ba đá nó còn có nghĩa là cái gì? Là loại nữa. Loại nữa. Cho nên chúng ta sẽ có trong cái hình chú giải. Cái tiếng tật Akka Parapattan cái lý sầm bao quyền bao quyền. Aka ở đây, Aka đây là một dạng rút gọn của bất biến quá khứ phân từ của động từ karoti.
tức là tạo tác thành prabhatan. Sau này prabhatan thành prabhatan ta prabhatan. Nếu mà tách từ ra chúng ta sẽ là prab là khác, tức là chỉ là người khác, tách tháp là lợi ích cho người khác. Kali sampawe tách ra tức là kali thì sampawa. Kali thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là điều tội lỗi xấu ác bất hạnh, tính từ tội lỗi xấu ác bất hạnh. Sambhava chúng ta chỉ theo vị trí cách ở đây. Sambhava rồi phía sau có ba quê này, chúng ta để ý không, phía trên là karo karo ba đằng ba đằng. Sambhava ba quê đây là cái phép mà gọi là lập từ ha, ở trong một phần thơ văn như vậy. Sambhava thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Cái nguồn gốc, phải như cái sự tạo ra. Bao quá phía sau cũng mang nghĩa như vậy, được tạo nó còn có nghĩa là cõi giới. Nhưng mà chúng ta coi trong các bài chú giải chúng ta sẽ thấy nam mà mít từ không từ nam mắt tí nhỉ. Ở như ở đây chủ từ sẽ được nghĩa hiểu nhầm trong đây trong câu nha. Nam mắt tí có nghĩa là kính lễ nha, kính lễ cái gì? Tăng kêu quán lá đúc căng căng, chúng ta tách ra được kêu quán lá là tính từ nghĩa toàn bộ, đúc căng lá là đúng của căng lá, căng lá là tính từ nha, đúc căng lá tạo thành tính từ đúng đủ khó, đúc căng lá là khó, khó làm khó thực hiện, còn xin kính lễ đến cái bậc mà khó như vậy. Rồi để rõ hơn chúng ta đi vào trong cái phần mà chú giải của bạn này. À, cái việc cũ lại như thế này. Đấy. Để nhẹ đó thì con được mặt hôm nay, con mặt hôm nay. Ừ, đúng rồi. Tại vì mình bấm kiểu này đó thì cho nên nó không có bị dính cái gáy. À. Còn ai mà anh dày quá thì sẽ dùng lấy cái gì? Út bóp. Chèn con nhỉ. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái gì? Trong cái tác phẩm Atika, tác giả tức là một vị sư người Mỹ nha, tên là Panyasami nha. Tên là Panyasami. Sau 2 thế kỷ. Sau tác phẩm 9. Rồi bắt đầu ngài cũng có cái phần gì? Gatharapakatha nha. Ngài vẫn có hai cái phần kể này. Để đề cập về cái này. Rồi chúng ta có cái phần kể này. Yasa nyanan sadanyanan nanyaya nyana kangwina nisesa guna yutasa rasa natwa mahe sino. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Chủ từ sẽ là Mahesino. Không, sẽ là Mahesino nha. Mahesino thì chia theo cách thứ tư rồi. Cách thứ tư, hoặc là cái tác giả này. Yassa Nyanan. Nyanan có nghĩa là gì? Trí tuệ nha. Chúng ta dùng cái nghĩa đó là danh từ trung tính nha. Sada có nghĩa là trạng từ hoặc bất biến từ, có nghĩa là luôn khi. Đối với người nào trí tuệ luôn hẳn là trí tuệ. Rồi cái tiếp tới nữa, ná
ná cộng với anh nghi giá nha. Anh nghi giá là đoạn âm nha. Đoạn âm ná là ná mà của phân từ phủ định đó, cộng với á, anh nghi giá nó mới tạo thành là trường âm nha. Anh nghi giá ở đây là từ cái gì? Đây là khả năng phân từ của động từ gia na tí càng anh nha nha. Anh nghi giá tức là nên, điều mà nên, nên rõ biết. Rồi kế tiếp là Janaka. Janaka thì chúng ta dùng để tính từ thuộc trí tuệ, có trí. Quý na thì chúng ta dùng nghĩa là ngoại trừ, không có. Chúng ta nhìn xuống dưới nữa là Nisesa, tạo ra Nisesa cộng với Uda, cộng với Yutasa. Nisesa trong trường hợp chúng ta dùng theo nghĩa là Nisesa thì nó có rất là nhiều nghĩa nha. Xin lỗi, Nisesa thì chúng ta dùng nghĩa tức là toàn bộ tất cả, toàn bộ tất cả. Cú ná tức là cái phẩm chất. Dưới tá tức là từ cái từ duy giá tiếng nhà quá khứ, từ duy giá tiếng là nghĩa là liên hệ còn chặt. Tá xá ở đây tức là cái gì? Chỉ còn cách dưới tá rồi. Đối với vị ấy là người có đầy đủ toàn bộ những cái đức làm, những cái phẩm chất, toàn bộ những cái đức làm, những cái phẩm chất. Rồi nát toa, nát toa ở đây là bất biến quá khứ phân từ, từ phân từ gì? Nam mát tí, nam mát tí nha. Căn đó là căn 5. 5 mà cộng với gì? Cộng toa. Như vậy chữ toa mà 5 nữa cho nên em xóa bỏ đi nha. Có những trường hợp là chữ T thì chữ toa thì xóa bỏ thì chữ lý xoa nha. Đây là căn lis nè, cộng với toa thì chữ T thì xóa bỏ đi, nó chỉ thành lý xoa. Bởi vì ba cái phụ âm liền kề nha. Trong trường hợp tức là chữ 5, căn 5 á, N-A-M thành 5, cộng toa. Nát tòa ở đây tức là nát mát tòa, hoặc như là nát mít tòa, kiếp trực tiếp ngữ căn. Như vậy sau khi kính lễ đến đến gì? Mahesi, Mahesi tức là ứng nghĩa, chỉ tức là bậc đại, bậc đại ứng sĩ. Sau khi kính lễ đến bậc đại ứng sĩ ấy là người thành tựu có đủ các phẩm chất. Phẩm chất ở đây chúng ta phân ra là đang đề cập đến khía cạnh tức là đang đề cập đến Đức Phật nha. Tại vì xuống dưới chúng ta có cái sắp Thantara này. Và khi mà đề cập đến cái phẩm chất như vậy, chúng ta đề cập đến năm khía cạnh tức là giới, được gọi là Siddhakhanda, Samadhi, Samadhikhanda tức là giới, cái nhóm về giới, nhóm về những cái gì, những cái đức lành, nhóm về cái gì, những trạng thái định tâm. Từ Khandika Samadhi, Upachara Samadhi cũng như Upanasamadhi và Panya, Panyakhanda nè, nó chỉ tên năm cái phần, năm cái phần khanda đó. Sila Samadhi Panya quy mô tí, bệnh nhà nó quy mô tí, giải thoát và giải thoát tri kiến. Như vậy là đối với vị nào mà trí tuệ luôn hẳn là trí tuệ,
tức là trí tuệ luôn hành nó trí tuệ hả? Luôn 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 hành nó trí tuệ. Và người mà có trí tuệ đó thì như thế nào là không có cái trường hợp ná quý ná vô ý, tức là không có, tức là không có gì, không có cái điều mà gọi là không biết. Đối với việc cần biết, con xin kính lễ đến bậc đại sĩ. Đấy là người thành tựu những đức lành. Rồi kế tiếp nữa là sát thành ta ra sa ma đa ya sa răng sa pa đa ra pa tha ka ri ya te bi đa na pa. Họ phản họ họ gạch nối đây, tức là cái gì, cái nó tắt âm ra đó hả? Kariya te bidana pa dipakasatha wanana, là tắt ra như vậy thôi chứ thật sự là đâu có tắt được chữ này đúng không? Chúng ta phải hiểu nha, cái gạch nối ở đây ta anh chị tức là cái gì, gạch nối ở đây anh chị tức là phân âm nó ra để nó ngưng chỗ đó, nhưng mà ngưng là theo đủ là tám đấy, âm này âm ok đấy. Ka ri là hai này, giá tiền bắt cắt sáng là bốn, mà thập quan nó là bốn là tám là đấy. Rồi bây giờ các phần kể thì chúng ta coi sát thành ta ra, tức là sát thá còn anh ta ra cái nghĩa thuộc là sắp tháng, còn có nghĩa là cái gì, điều đã được dạy tức là quá khứ phân từ đó, nó còn có nghĩa tức là cái chuyến hành trình, và trong cái nghĩa chuyến hành trình đó, đó cái sắp tháng ấy chỉ tức là nó đồng nghĩa với cái chữ mà Đức Phật hơn. Ganasa sattha igani. Yes, it is. There's a party board. Ở đây trong cái Uda Nakatha đó cũng có định nghĩa như vậy này. Sattha ti vitha dhammika samparajika pramatthehi sattanam anusasana to sattha.
được gọi là cái gì, được gọi là bậc sát tha thường là gì, bậc đạo sư đó đúng không? Ừ. Ở đây tức là cái gì, đít thách trầm mấy cái tắt ra một từ Udana. Sắp thà tí đi thà thà mi ká sá bà răng kí ká bà rà mát thề hi sắp thà ngã á nu sá sá nát tồn sắp thà. Ở đây được gọi là cái gì? Được gọi là sắp thà. Cho các anh chị chúng ta tách ra là đi thà thà mi ká nhỉ? Là tính từ mang nghĩa là cái gì? Đi thà là quá khứ phương tự động nhiệm pas sá tí nhỉ? Mà đi thà thà mi ká tức là cái gì? Đâm mi ká chúng ta đừng nghe anh chị là pháp nhỉ? Anh chị tức là cái gì? Cái tình trạng, cái trạng thái ngay trong hiện tại. Tức là được thấy cái tình trạng, cái trạng thái mà có thể được thấy bằng mắt thường liền. Rồi kế tiếp nữa tức là cái gì? Samparanika. Samparanika, tương lai. Samparanika thuộc về tương lai. Hoặc như paramattha, ê. Tức là chia theo cái thứ ba, cái thứ tư, năm, cái số nhiều đó. Paramattha, paramattha, có cái ác khác. Paramattha là cái gì? À, vượt trội đứng đầu tối thượng cao tột. Áp thá chúng ta ghép lại tức là cái gì? Chữ paramattha nó đồng nghĩa với gì? Sắc màu quá vậy. Tại vì khi mà chúng ta đề cập về cái gì có hai cái sắc một là gì, samudhi sakya, hai là paramattha sakya. Samudhi sakya sakya ở đây là chân đế nha, hay được gọi là chân lý. Chân lý ở đây là chân nghĩa là thật, lý ở đây là cái định lý, luận lý, đạo lý, quy luật là đúng như thật như vậy. Cái quy thuật, cái quy luật đó có đôi khi là nó y cứ vào gì, pháp thế gian, sự quy ước do phần đông, do khu vực, cho nên nó bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian để chi phối như vậy. Còn kia cạnh paramattha là cái gì? Cái nghĩa mà gọi là anh chỉ là cái bản chất mà gọi là mặt ngoài cái quy chuẩn của thế thường. Anh chỉ là bản chất thật. Ví dụ như khi mà một sự vật, một sự việc hoặc như một chúng sanh mà tùy theo cái khu vực, tùy theo cái ngôn ngữ, tùy theo cái sự thể nhận thức và nền văn minh của mỗi chúng sanh khác như vậy, thì nó sẽ có một cái định dạng ngôn từ khác nhau và cách hiểu và khái lược như vậy. Tuy nhiên khi mà nói về bản chất như vậy thì nó phân ra nó cũng cấu thành bởi hai cái thành tố, cái tâm lý và chất mà thôi. Cho dù đó là người ở châu Á, người châu Phi, người châu Âu v.v. với nền văn minh như thế nào cũng được như vậy. Cho nên nói về cái bản chất cũng chỉ là tâm lý và vật chất. Hoặc như khi mà đối với một người mà ở trong phòng thí nghiệm như vậy, họ sống với lại cái cách nhìn sự thật của những cái cấu trúc, những cái phản ứng hóa học. Khi mà họ thấy rõ rằng nó ví dụ như nước, họ chỉ thấy rằng đó là gì? Đó là một cái chuỗi dài chuyển hóa cấu thành từ khi rô và oxy này. Nhưng mà khi mà bước ra ngoài đó, thì họ có thể họ sử dụng nhiều ngôn từ để quy chuẩn, để gọi, để ám chỉ cho cái mà được gọi dựa vào cái công thức hóa học đó. Nó nhiều tên gọi khác nhau. Paramattha tương tự như vậy. Anusasana to hay chúng ta tách ra tức là Anusasana chỉ to ở đây tức là chúng ta dùng theo nghĩa tức là bậc đạo sư từ việc huấn luyện, hướng dẫn. Anusasana cho chúng sanh với cái gì?
với cái sự thành tựu cả ba phương diện, một là hướng dẫn mà đem đến kết quả ngay trong hiện tại, tương lai, và cũng như là quả cao tột, tức là đạo Phật quả, Paramattha và đạo Phật quả, hay được gọi là xuất khỏi thế gian siêu thế, thì cái đó được gọi là Sattha, tức là bậc đạo sư, bậc mà hướng dẫn chúng sanh thoát ra khỏi khổ đau sanh tử luân hồi ngay trong hiện tại, trong đời sau, trong tương lai, và cũng như là sự giải thoát hoàn toàn như Paramattha này. Hạn nhiên tức là cái gì? Paramattha tức là khi mà đạo và quả đời sanh có niết bàn làm đối tượng, thì đồng nghĩa rằng khi đó tức là gì? Anh chỉ thấy thánh đạo A-la-hán là, đoạn tận cái nhân sanh trong một đời sanh luân hồi, nhưng mà cái kết quả vẫn còn nha. Hay lúc đó được gọi là cái niết bàn, tức là phiền não niết bàn, là đoạn tận nhân nhân sanh tử trong tương lai nữa, nhưng mà quả vẫn còn, bởi vì vẫn còn thân sanh tử, chưa có được thanh đắc như vậy đó. Rồi cái đó được gọi là sát tha nha. Như vậy cái chữ sát tha chúng ta dùng cái này tức là gọi là bậc đạo sư đó, cái người mà giáo huấn, người mà huấn luyện chúng sanh này. Vượt trội trên thế gian, bao gồm thì chúng ta nhờ vào những nhờ vào thắng quả của ngài. Ở đây cái cách gọi khác này, của cái chuyện nó xuất tha thôi. Ví dụ như ở đây, của quý mà nó quá, quý mà nó vì mà nó quá thú nhỉ, tức là chú nhảy về thi quân sự. Đây cái câu này. Tassa arya maggena sadeva kassa lokassa adipati bhuto satthati attho dakkho. Sattha tức là bậc đạo sư, đã chỉ tức là adipati bhuto, tức là cái bậc đứng tán nhỉ, đã trở thành gọi là đứng đầu thế gian, anh ba tí đứng đầu thế gian, bao gồm sa điều quá cá, bao gồm tất cả chúng chư thiên. Sa điều quá cá này bao gồm luôn chúng chư thiên dục giới và thiên sắc giới và vô sắc giới nhỉ. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái thắng quả giải thoát này, Arya mắt giá này, thánh đạo giải thoát này. Cho nên cái vị mà gọi là tự mình giác ngộ trên đức thánh đế và chứng đắc bốn đạo bốn quả niết bàn, trở thành một cái chánh giác đầu tiên trên thế gian, thì vị đó sẽ thu diệu Adipati Bhuto, sẽ cao tột hơn, thì cái cảm tức là một chúng sanh gọi là cao tột trên thế gian, luôn cả mà phản thiện, luôn cả mà điều xa điều cá hơn, xá ở đây ta xá cùng với gì, cùng với tất cả chư thiên, tức là cái lô cá này chỉ tức là có thể là nhân giới nhà bát đốt xá này, chúng ta phải coi thêm cái nữa chú giải nữa chứ không có. Nhưng mà trong trường hợp này xá điều cá xá lô cá xá, chúng ta hiểu rằng Sadivakasa ái kiến tức là cái gì? Chư thiên bao gồm luôn cả bậc phạm thiên, thì Lokasa ái kiến là Banusa, nhân loại và chúng chư thiên nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái thánh đạo A La Hán cũng được gọi là Sattha. Biết không? Luôn hả? Bạn nghe luôn đi. Cái Paramika là tương lai, đời sau á. Rồi
Yoko anda Dhamma vina yoko vasat Thì tức là nó trên trường bỏ tức là này Ananda phát và luật mà đã được như lai để sĩ có cái nhắc là được thì chị em phải chế định phát và luật ấy sẽ là sắc sẽ là thầy là nó cũng vô sẽ là thầy vô cho các ông. Rồi, cái này là được rồi. Rồi kế tiếp. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ là cái gì? Samadha nhé. Samadha nhé, tức là bất biến quá khứ phân tử từ Samma. Samadha tí nhỉ. Mang nghĩa là chấp nhận. Nó còn nghĩa là thọ trì nữa nha. Samadha nhé. Samadhi, Samadhi, thọ trì. Sau khi, sau khi chấp nhận. Rồi kế tiếp đó là Sarang Sapadaratatha. Sapadara. Sara có nghĩa là chỉ tên là tính chất, là cốt lõi. Sắp phá tầng tất cả đã ra. Ngoài đây không chỉ còn cách đá răng nhỉ, không chỉ còn cách dây xa răng. Tức là gồm tất cả, bao gồm tất cả, chứa đựng tất cả. Kariyate. Theo thể thủ động nhỉ. Là dạng tắt Anupada của động từ Karoti. Kariyate. Chữ á của chữ bí đa nắp đó là bị xóa bỏ ở trong đây do cái luật mà của thơ kể ở đây a bí đa nắp ba đi bí cắt xa rồi Atthawanana tức là suy giải thích nha, sự tường giải về ý nghĩa của cái tác phẩm a bí đa ba nắp ba đi bí cắt xa được thực hiện nha, được thực hiện như thế nào. Cái tác phẩm này này nó là cái điều cốt lõi rõ từ tất cả các việc mà nó nắm giữ và nó chứa đựng sau khi sau khi chấp nhận. Antara này là ở giữa nè. Chúng ta đã dùng nghĩa nào để cho nó thực hợp đi. Cái phần kể này em chỉ tức là cái gì? Tức là cái tác phẩm này nè. Cái sự giải thích của cái tác phẩm này được thực hiện. Tức là được thực hiện, tức là cái tác phẩm này là thực hiện là nói đến cái gì? Cái tinh túy mà được chứa đựng ở trong cái tác phẩm này. Nhưng mà cái chữ sát thái này chúng ta dùng để nghĩ nào? Anh ta ra chúng ta có nghĩa là bên trong nữa. Bên trong nhưng mà nó không có phần giải thích cho cái phần kể thì chúng ta có nghĩa là bên trong là có thể là bên trong là lời dạy của Bậc Đạo Sư sau khi chấp nhận, tức là sau khi mà thấm nhuận, sau khi thấm nhuận cái lời dạy của Bậc Đạo Sư cho nên là mới trích tác cái tác phẩm này để làm rõ cái điểm tinh túy. Thì mình biết cái chỗ này sắp thanh nó ra này là nó rất là tinh tinh tôi không biết ở đâu ra nè. Tức là không có giải thêm cái phần này nè, không mở rộng. Chúng ta nên nhớ thơ kể mà, nên là biết ở đây cái tắt trong cái phần này.
Đây là chữ mà chúng ta tạm để đây hả? Nè, Abhidhamma. Usubodhanakaratika. Anh yên sát thà, sát thẳng tạo ra. Antara, cái chữ antara này là anya sattha priyayo. Anya sattha. Sattha, sattha antara. Cũng xuất hiện chữ này. Sattha, anya sattha. Anya sattha. Và nếu mà đối cách, tại vì samadha giá ở đây đó là cái gì? Bất cứ quá khứ phần từ rồi, nó cần phải có một đối cách ở đây. À, chúng ta tạm bôi đỏ cái chữ để xin nhé. Để nó cần phải đối cách mình đúng không? Chia theo sắc tha. Chia theo sắc tha thì được xin nhé. Đây. Đối cách là sắc tha ăn. Rồi chúng ta kế tiếp, chúng ta đến cái đoạn dưới này. Bana mà đi và nó là tức là giải thích về cái sự mà đáng như cái sự mà lễ bái này, tức là cái sự lễ bái. Các chị tức là cái phần kể đầu tiên á, mà lại trong phần chúng ta, các bạn nhớ không? Tập hai các cô vô, caro na caro caro. Và nhà tăng bồ sát giác xuất khắp bát đằng bát đằng ác ca bát thành ca đi sát bát quyền bát quyền nam mà nít tăng kêu bát lát bút cơ rồng thì trong cái phần kể đầu tiên này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì y đại nhân căn tất cả ru bát tăng mắt tăng nô bệ sanh tí sanh mà hi tất thát nít hà đa nát thành bốn nhát sanh bát đát mà khi mà khi nổi tiếng các thầy các cô cha đi nàng các cô các tốt cha đi nàng chúng ta đọc là như vậy rồi chúng ta sẽ tách ra đó là cái gì ý đa ái dạng cái ý đa ái dạng ái dạng ở đây tức là các thầy các cô ở đây tức là trong cái phần kẻ một này ái dạng các thầy các cô tức là cái gì các thầy các cô tức là tác giả này tác giả từ tác giả như thế nào Akinoti tác giả Akinoti Akinoti đây là quá khứ phân từ của từ Akinati nha có nghĩa là tập hợp gom tụ hoặc như là thực hiện Bunya Sambara rất là bốn nhát sambada nữa hả? Sambada tức là gì? Đầy đủ, thành tựu. Và cái bốn nhát tức là cái phước báo. Bốn nhát là đồng nghĩa với kusala nhỉ? Bằng nghĩa với kusala. Rất là khi tát tháp, niết bàn đã nó thành. Khi tát tháp là khi tát tát tháp nhỉ? Thì mục đích lợi ích. Khi tài nhé. Niết bàn đã nó thành. Niết bàn đã nát là cái gì? Tạo ra hoặc như sự thành tựu thì có mục đích thành tựu và mục đích mang đến lợi ích chánh đáng samma paresamti paresam và paresam của api cho người những người khác patthamman còn attano
cho chính mình trước tiên và cho người khác sau đó. Rồi Tathagato cha ý cha đi nà cha đi nà, ở đây chúng ta sẽ thấy là tại sao có chữ CC ở đây. Mình học sinh đấy là chữ tí là từ chữ ý tí này, chữ ngắn là y dài, tê dài là CC nha. Tathagato tí a đi nà, đây là cách viết khác nè. Tathagato cha đi nà, Tathagato cha đi nà, cha đi nà. Ở đây đó, tác giả đó là muốn gom tụ, muốn tích lũy những cái phước báu với mục đích là lợi mình và cũng như là thành tựu, với mục đích mang đến sự lợi ích và cái thành tựu chánh đáng cho mình trước tiên, tức là nhờ cái việc mà tán thán đức là tán thán tam bảo, rồi đến cho người khác và sau đó qua đi sang hình và cũng cho người khác. Và cái việc đó là khi mà trước tán, khi mà trình bày một cái gì đó được trích dẫn từ trong tâm tạng kinh điển như vậy, thì các vị đều thể hiện lên cái lòng kính ngưỡng và một tam bảo. Cho nên sử dụng cái từ mà tất hai các câu đầu tiên đó, mục đích là mong đến cái sự an lạc, mong đến cái sự lợi ích hiếu tác cho vị đó. Và nhất tha tác tức là cái thành sự thành tựu. Thành tựu ở đây chúng ta có thể hiểu rằng sao ta gì, thành tựu về đức tin, thành tựu về trí tuệ, dựa vào cái cảnh tức là hiểu rõ là những đức Phật và tin tưởng và là những đức Phật. Rồi kế tiếp ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là tát tháp karuna karu maha karuna ya tát tát ti tát tát ti tha na bồ đề vô tát tha các tu bác cao hòa là tất cả cá nhân. Ở đây á được gọi là bậc mà có đại bi, tức là maha karuna ya tát tát ti tha na bồ đề, tức là người là như thế nào? Upati tức là sự khởi sân nha. Người mà tha ná có nghĩa là cái nơi, người mà đã phát khởi cái sự khởi sân, tức là người mà là nơi mà đã được tu. Upati upati là chúng ta dùng có nghĩa tức là cái nơi mà đã phát khởi, tức là đã trở thành một cái gì, đã tu tập, đã hàm dưỡng trở thành như là một cái nơi mà tức là chứa đầy cái sự bí mật như vậy. Với cái gì, với cái lòng đại bi, tức là chúng sanh mà chứa đầy, chúng ta chúng sanh mà chứa đầy cái sự bi mẫn, chúng sanh chứa đầy sự bi mẫn. Vô tất khai các tô có cái quan, rồi đứng như lai nào ta chỉ là bắt qua được cái tôn này, chủ từ này. Rồi cái tiếp nữa tức là Karo Bata nha. Ở đây nhìn Karuna là đúng không? Karuna Karu Kaparo rồi, còn là cái tiếp nè. Karuna Karu rồi, Karu Pajatan, Karu Pajatan nha, cái tiếp. Karu Pajatan, Tathano Hattan Kattan, Sukhapadan, Sukhasa, Tathithana Bhutan, Sukhakaranan Wa, Sukhadayakan Wa. Ba đàn có nghĩa là đi ba đàn. Trong cái câu chúng ta là gì? Ba gia tá này đúng không? Nè, caro ba gia tăng hả? Chúng ta thấy hai từ caro không? Thì caro, caro nó nằm ở trên này. Đức Thế Tôn hả? Đức Thế Tôn. Tất hai các tá của chúng ta. Chúng ta nghĩ chưa? Tất hai các tá
là người mà như thế nào, là người mà đã tích lũy những cái phước báu với mục đích là mang đến sự lợi ích và thành tựu chánh đáng cho mình và cho người, thì cái đó được gọi là tạo thai đáp ôn. Đừng nghĩ cho công dân á, tất cả các phù tiếp. Ví dụ như ở trong trung bộ kinh nè, được gọi là tất cả các phù tiếp, tức là cái gì? Mắt, cái này là trong bộ kinh mà Ganaka Mokkala nó xuất phát nhà trung bộ kinh. Ở đây là tập tập thứ Uparipanasa tập thứ 3 nha, tập 3 bài kinh rồi đó. Ganaka Mokkala nó xuất phát nhỉ. Để đọc đến cái kiểu này. Mắt các kha di năng trong năm nát tất cả các phù. Này bà lãng môn, mắt gác ở đây tức là cái con đường nha. Kha di hăng, kha giác có nghĩa là gì? Sự hướng dẫn nha. Từ trong từ kha giác tiếp, kha di hăng, kha di hát, kha di hăng. Từ trong từ kha giác tiếp mang nghĩa rằng là xuất hiện, được xuất hiện giống như là, mang nghĩa rằng là này bà la môn, đối với người mà xuất hiện, đối với người mà làm hiện lộ con đường đó được gọi là đứng như lai. Bởi vì niết cái tăng niết bàn aradente này, cái cố cánh đó là niết bàn này, thì họ rằng người mà trình bày cái con đường mà hướng đến cái niết bàn đó được gọi là đứng như lai trong một cái bộ kinh, còn nó có thể gặp được hoặc y như là chúng ta phải thành ra bốc giá. Ở đây một loạt đó là anh chị tên là cái gì đây, cái gì đó, cái phần này tức là hỏi rằng Như Lai có tồn tại hay không. Như Lai không tồn tại nè, sau sau khi chết tất hai tất tô nè, sau nó có sắp kỳ tí nè, cái này thì cũng cần cho có phần là thứ dạy như rất cần đó. Rồi ở đây còn định nghĩa một loạt những cái từ mà được gọi là tất hai tất vô đây nè. À, trong chú lá biết đề sáng nè. Trong chú lá biết đề sáng. Tất biết chà năng tất hai tất vô tiết tất biết chà năng. Tất biết chà năng. Từ trong từ apichana tí nha, apichana apichana ná là apichana thì tức là sự gì, sự rõ biết nha. Sự rõ biết tất hai các con, sự rõ biết được gọi như lai, rõ biết cái gì. Apichana năng, apichana năng tô biết chà năng tô bát tê biết chà năng tô bát tê biết chà bát tê biết chà năng tô tất hai các con. Từ cái gì apichananto, từ cái việc mà rõ biết, từ cái việc mà hiểu rõ, từ cái việc mà thấu triệt, từ cái việc mà nó đều đồng nghĩa với nhau thì đều được gọi là tất hai tất tô cả. Phước tăng hê tăng bác quát ta, và điều này đã được nói bởi Đức Thế Tôn rằng
Ati tăng chê khô chung đá đại chung đá. Ati tăng chê biết khô chung đá khô tiết a bồ tăng. Atat chăng. Anat thăng. Anat thác sang hít tăng. Nát tăng ta thăng ta tù. Dạ cà rô tiết. Là không có định nghĩa. Ta thăng ta tù. Nhưng phía dưới này mà bút chá. Mình sẽ đi ta thăng ta tù rằng. Do vậy nè. Cho nên mới được gọi ta thăng ta tù. Như vậy cái là ngọt kép đôi ở trên đây, ngọt kép đôi, mở rồi đóng rồi đâu. À, để em chỉ tới là cái trường hợp mà như thế nào. À, bù tá tức là không đúng, là không thật. Hô tí, nó là tức tự, nó hô tí rồi. Nó tách chăng, tức là không đúng, không thật. Anh tháp thôi là nát của anh tháp sanh di tăng, tức là không mang đến lợi ích. Thì nát tất tháp tháp bồ cà rô tít thì Như Lai không có nói đến, tức là những cái việc nào mà áp ti tăng là liên hệ, những cái việc nào mà thuộc về quá khứ nó không đúng sự thật mà nó không mang đến lợi ích thì Như Lai không có nói như vậy. Rồi tương tự như vậy, tức là áp ti tăng là bu tăng đúng sự thật, nhưng mà cái gì không có mang đến lợi ích thì Như Lai không có nói đến. Rồi cái trường hợp tức là cái gì, cái điều đó đúng sự thật mà phải có lợi ích. Đây tất thắc sanh di tăng mà đến lợi như vậy thì tất tơ rắc cao lên nhu đất tha các cô thì tùy thời mà Đức Như Lai nó sẽ nói đó. Rồi anh đang tăng cái gì mà liên hệ đến tương lai, tức là quá khứ như vậy nó bắt đầu tới tương lai, rồi bất chấp anh đang tức là hiện tại, tức là những cái sự kiện sự việc nào mà liên hệ đến quá khứ mà không đúng sự thật mà không mang đến lợi ích như vậy thì Đức Thế Tôn không nói. Những cái điều nào mà đúng sự thật nhưng không có lợi ích thì Như Lai cũng không nói được. Những điều nào không đúng sự thật mà phải mang đến lợi ích. Xin lỗi. Tất cả các căn nhu đúng rồi, biết thời này, đúng thời này. Đây là trường hợp thứ ba này, đúng không? Ati tán này là trường hợp thứ nhất này. Rồi Ati tăng này chê bí là các bệnh nhân không chỗ, chỗ xưa nhà. Rồi tất cả các tôn đá, ra các rô tít. Tức là đúng sự thật nhưng mà không lợi ích thì không nói. Đúng sự thật mà có lợi ích, mà đến lợi ích thì tùy thời mới nói. Tương tự như vậy cho gì, cho ba cái điều mà như vậy là có chín sự kiện nha. Ba sự kiện dành cho quá khứ, ba sự kiện dành cho tương lai, ba sự kiện dành cho hiện tại. Rồi ý tí là này, khô chun đá. Thì như vậy ha, này chun đá này, Đức Như Lai đó là như thế nào? Kalawadi là người mà hiểu rõ về cái thời điểm đó, hiểu rõ về cái gì, cái sự thật Bồ Tát, hiểu rõ về ý nghĩa, hiểu rõ về pháp, tức là pháp nhân và quả, hiểu rõ về cái điều đúng pháp đúng luật như vậy. Trong những cái pháp mà đâm mê xuống này mà thuộc về quá khứ hiện tại vị lai, cho nên mới được gọi là đúng như lai. Tất cả các tuần tức là bậc mà đã thấu triệt, tức là biết cha này, tức là biết rõ, bậc mà biết rõ được gọi là tất cả các tuần mà biết rõ cái gì, tức là biết rõ, thấu triệt, hiểu rõ. Mà theo cái cảnh trong cái bài kinh mà trong cái bộ kinh đề cập đến như vậy, 6 trường hợp, 3 cái trường hợp thuộc về quá khứ, 3 trường hợp thì hiện tại, tức là cái gì? Không đúng sự thật, không mang đến lợi ích, ngài không nói. Không đúng sự thật, không đúng sự thật mà mang đến lợi ích thì ngài cũng không nói được. Đúng sự thật mà không mang đến lợi ích nha, ngài cũng không nói. Chỉ có trường hợp thứ 3 tức là đúng sự thật mang đến lợi ích, tùy lúc ngài sẽ nói, tức là tùy vào căn cơ, tùy vào cái thời điểm người đó có thể lắng nghe được không người đó, chứ không phải là cho dù đúng sự thật và mang đến lợi ích cho người đó là ngày gặp đâu là ngày đó đó, không có. Ngài phải tùy theo cái thời điểm, cho nên mới gọi là kalinyu nè, tất cả các kalinyu, tất cả các cô hô tí. Rồi kế tiếp ở đây có là dân khô, ở dưới đây cái dưới cũng có là cái gì, có thang các tô tí này, cũng chắc tí này. Dân khô chun đá sẽ đều ok sẽ đều ok sa lô ca sa samaras samarakasa sa pramakasa sa samana pramaniya pachya nha sẽ đều ok manusa nha đi thang xúc thang bút thang quân nhà thang bắt thang priya di thang anu vichari thang manasa sa tăng thang bắt thang tên ạ đi thang bút thang tasma tathagata po ti buccati
Này chú đá hả? Cái văn này, văn biết thanh, điều nào mà được thấy, được nghe, được suy, được mô tả là gì? Mô tả được biết đến, được suy tầm, được hướng đến, được hiểu rõ, được thấu rõ bằng tâm ý. Đối với tất cả chúng chư thiên và nhân loại, bao gồm nên cả hội chúng sa môn và lã môn, các gia giá tức là quần chúng gồm những cái bậc mà sa môn và lã môn đó và cả là chư thiên và nhân loại đó, thì như thế nào sắp bát tăng tất cả những cái điều đó, đó đã được Abhisambuddha đã được chánh giác bởi Đức Thế Tôn Tathagatena, cho nên mới được gọi là Tathagato, tức là bậc đã hiểu rõ, đã thấu rõ bạn, cho nên mới được gọi là Sapanyu đó, bản pháp này, nên mới được gọi là Tathagato. Rồi Ratti Tathagato Anuttaram Sammasambodhi Abhisambuddhi. Rồi này chúng đáp, dân Ratti đêm nào ha mở Tathagato Abhisambuddhi mà thành tựu cái quả chứng là chánh giác tối thượng đó, thì cái đêm đó Anubhadisesaya Nibbana Dhatuyabhripayanti. À không, vẫn cái đêm nào luôn. Và đêm nào đó mà ngày như nào là viên tịch Niết Bàn nha. Anubhadisesa tức là gì? Vô dư y, ná và của Bhadisesa, vô dư y Niết Bàn. Niết Bàn là đa tu già, tức là Niết Bàn với cái gì? Với cái đa tú, tức là với cái nguyên chất mà không còn mà khởi sanh nữa. Các chữ tức là gì? Đất, nước, lửa, gió, tất cả các yếu tố. Mà đa tú nó có nghĩa là xóa lợi đó nha. À. Tức là vô dư Niết Bàn, tức là dưới có cội cái xóa la như vậy là viên tịch Niết Bàn. Tức là cái đêm nào đó. Rồi yam etasmin antare pasati lapati nittisati sapan tantatheva hoti no anyatha tasma tathagato ti pucati. Và giữa cái đêm ấy và yam pasati là điều nào phải nói ra, ngày trình bày này, ngày hướng đến thì sapan tantatheva hoti no anyatha, không một cái điều khác cho các âm, thì cái đó được gọi là Đức Như Lai. À, là như vậy, sắp băng băng tất theo quá, tất cả những điều ấy tất theo quá là như vậy nha. No anh nhớ là không có sai khác, do vậy được gọi là Đức Như Lai. Mang nghĩa rằng đó là cái gì? Từ lúc mà ngài giác ngộ chính là chánh giác ha, dưới cội cây bồ đề này, từ cái đêm mà giác ngộ này dân rất tin ha, cho đến mà cái đêm mà ngài viên tịch niết bàn, thì dân thì trong cái khoảng giữa đó thì dân ba sáu tiếng những cái điều nào mà ngài nói, ngài kể đến, ngài thiết lập như vậy, tất cả những điều đó là tất theo quá vô tiếng là như vậy, là từ lúc mà ngài giác ngộ cho đến lúc ngài viên tịch ngài nói sao là tương tự như vậy, chứ không có sai khác, không phải là cái buổi đầu thuyết pháp là ngài nói như vậy, một buổi đầu cái buổi sau thuyết pháp là bắt đầu ngài sửa lại, không có như vậy nữa. Cho nên cái việc này đừng gọi là tha cát tu. Tỏ như vậy, Yathāvā ni chunda tathāgato tathāgari, này chunda hả? Đức Như Lai đó là người nói như thế nào đó, thì làm như vậy. Chúng ta để ý câu này. Yathāvā ni tathāgato tathāgari, Đức Như Lai đó là người nói như thế nào đó, thì làm tương tự như vậy. Yathāgari tathāvā ni, và như thế nào và làm như thế nào đó thì cũng tương tự đến như lời nói của ngài như vậy. Iti yathāvā ni tathāgari yathāgari tathāvā ni tasmā tathāgato ti buddhati. Do vậy cho nên mới được gọi là Đức Như Lai rồi. Tức là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Sadeva ke chunda lo ke sa vara ke sa prama ke sa samana prama ni yata kya ke sa deva mga sa ya tatha ka to api bu an api bu to anya da phu da so wasavati tas mara tha ka to ti bu chati. Thì cũng tương tự như vậy là cái gì này chunda hả? Ở trong cái thế giới này, Sadeva ke này, trong thế gian này gồm có là cái gì? Nhân loại và như thi chúng, gần hội chúng mà chưa thi ở Bà La Môn, Sa Môn Bà La Môn như vậy. Cả mà là Sa-di-vô nước xa nhất, các thằng thua, tức là thi chúng và nhân loại như vậy. Thì đứng như Lai đó, là bậc Abhibhu. Abhibhu nào nó quan trọng nghĩa là gì? Đúng rồi, bậc thắng phục. Bậc là thắng phục. Abhibhu thôi. Nó đi mô tô là nghe chữ có hả? Đúng không?
Học cái nhẹ không? Nên gì à? Nabi butuh ke hiji kile sehi. Abipu tức là bận mà chưa có thắng phục. Đánh giá của Abipu thôi. Từ những bận mà chưa được thắng phục. Chưa thắng phục tức là chưa thắng phục đối với gì? Đối với cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí và cảnh xúc, cảnh pháp. Chưa thắng phục với những cái phiền não nào. Tức là chưa giải thoát. Rồi chúng ta quay ngược lại cái đoạn này. Rồi mất rồi. Để ta vượt cầu sức trang. Ta đi buồn ta. Rồi thôi quay lại. Không đi nữa nha. Để chúng ta tiếng gì? À, Tát Tha Gá Tô đúng không? Đó. Hiểu nghĩa Tát Tha Gá Tô rồi đó đúng không? Tát Tha Ca Ri, Tát Tha Gá Tô. Yatha kari tatha gato tatha wali. Tức cái tôn là người nói như thế nào làm như vậy, làm như thế nào là nói như vậy. Do vậy được gọi là tatha gato. Rồi ở đây chúng ta coi karo baya tăng atano hatha gata. Baya tăng là gì? Baya tăng là đây. Baya tăng là chúng ta dùng nghĩa là gì? Ừ. Rồi chúng ta coi đây. Đây đúng rồi. Atano hatha gatam nha. Hatha là gì? Chính bằng tay của mình nha. Bồ sát giá tức là sự. Sự gì? Ở đây bồ sát giá là gì? Phát ra sự phát khởi đúng không? Ừ. Bát gia tăng đó là tự mình nha, tự tay mình, tự tay cái mình. Mà ô sát giá gì? Ô sát giá đối cách của nó là gì? Bát gia tăng, bát đăng, bây giờ bát gia tăng nha, bát đăng. Chúng ta có bát đăng này. Bát đăng có nghĩa là gì? Xuất khắc bát đăng, tức là xuất khắc sát tát ít bát thà. Bát tít thà nam bù tăng xuất khắc ca răng đăng hoa, xuất khắc đa giác căng hoa, bát đăng. Bát đăng ở đây tên bát đăng nha. Xuất khắc bát đăng ở đây. Xuất khắc bát đăng đó là gì? Chúng ta có xuất khắc bát đăng. Chúng ta tách ra ở đây chúng ta có cái hai chữ hoa không? Sukhakarana tức là lý do dẫn đến sự an lạc. Sukhadayakam tức là lý do dẫn đến sự an lạc hoặc là cái gì? Hoặc là người mang đến sự an lạc. Patithana Bhutam mà đã được thiết lập và đã được làm vững đối với sự an lạc. Thì những buông tăng này chỉ còn cách gì là karana nha. Chúng ta tắt được cái lý do mà dẫn đến sự an lạc mang cái bản chất đó là patithana tức là cái gì? Là hỗ trợ, hỗ trợ, phải như là kết hợp. Lý do, nguyên nhân cho sự an lạc với bản chất là kết hợp với sự an lạc.
phải như là hỗ trợ cho sự an lạc nó khởi xong. Theo nghĩa là sức cấp ba năng, sức cấp ba năng này mang hai nghĩa. Một là cái gì? Lý do khiến cho sự an lạc khởi xong. Thứ hai nữa là cái gì? Anh chỉ là người mà mang đến sự an lạc. Và cái gì ba năng xong anh chỉ là niết bàn. Rồi dựa vào cái câu này, còn ô sắc giác đó là gì? Chánh chí tuệ. Chánh chí tuệ có nghĩa là gì? Chứ chánh tín nhỉ? Chứ chánh tín có nghĩa là phát ra, gọi như là từ bỏ. Từ cái danh từ là bát chánh ý, bát cha giác, cái sự là bát cha giác là từ cái động từ bát, bát cha chánh tín, bát cha giác là sự dứt bỏ, từ bỏ, bát ý là hoàn toàn, cha chánh tín, cha rá là cha giác. Bất cha ghét cha ghét từ bất cha chánh tín, sự dứt bỏ một cách hoàn toàn từ là bất cha ghét cha chi toàn cha chánh tín à, mình nghĩa rằng tức là sự từ bỏ, sự vứt bỏ. Rồi giữ như vậy chúng ta coi nè, ở đây tức là cái gì? Chủ từ đó Đức Thế Tôn hoặc Đức Như Lai nha, là bậc mà có đầy đủ gì? Đại bi trí, đại bi hả, là bậc có đầy đủ đại bi, bậc đã thực hiện cái gì? Caro này và được bậc đã thực hiện cái việc mà gọi là làm phát khởi cái sự an lạc, hoặc như là mang đến cái sự an lạc, sự an lạc, sự an lạc thông thường và cả mà sự an lạc đó là niết bàn. Bằng chính mình nha, Atamo Hathagatam nha, ba hai cái tăng đó, tự mình đó, tức là giúp cho chúng sanh khác đó. Không, cái này chính mình trước chứ hả? Thì chúng ta ở đây là Karopaya tăng này, Karopaya tăng là Atamo Hathagatam, Hathagata ở đây, cái chữ kata này đôi khi chúng ta không được dịch nha, con mang nghĩa là liên hệ đến chính tự tay mình, chính tự tay mình nếu mà chúng ta dùng theo nghĩa là xuất phát đa giác căn, có thể nghĩa là cái gì? Cái sự an lạc niết bàn này theo khía cạnh tức là đa giác cáo, tức là từ cái người cho hả? Không, cái này nên là với tay. Như vậy chúng ta hiểu như thế nào? Đức Như Lai là người có lòng đại bi, tự mình truyền dạy, tức là phát khởi đó, truyền dạy cái giáo lý của ngài để mang đến sự an lạc thôi, và cái an lạc của niết bàn. Rồi kế tiếp là Akka Paramattha Kalisampawe. Chúng ta coi hả? Kali Sampawe bên này đó là cái gì? Kali Sampawe là nhà Pawe nha. Kali, hồi nãy chúng ta nói rằng là cái gì? Là điều tội lỗi đúng không? Tội lỗi. Ở đây là Dukkha Karana Bhute. Sampawe tiếng Nga chia ra bị khác nha. Bhute tức là trong cái trạng thái là cái gì? Dukkha Karana là nhân phát sanh khổ nha. Còn bác quê cái từ phía sau đó chỉ là samsare, tức là trong vòng tử sanh luân hồi với bản chất là nhân các sanh ra khổ. Chúng ta quay lại chính văn rồi đó, kali sambawe nha, đang chỉ tức là trong cái bản chất mà nhân các sanh khổ. Rồi kêu qua nó đức karan tức là sukare na sami sang acanta dukkha panjavida pricchaga nika karang karonto prathang pare samathang yeva akka katawa. Kiểu quan sát là toàn bộ nha, đúng cái răng tức là khó làm đúng không? Câu này nó dính phía dưới. Các vị cứ từ từ nha, chúng ta đọc hết những cái phần mà giải thích như vậy, chúng ta sẽ lo là cái ý nè. Đó là ở đây thì chúng ta tách ra là sukarena nha, sukarena và sukara là gì? Dukkara là khó làm, mà sukara là dễ làm, với cái việc dễ làm vậy.
Assamisan. Assamisan tức là nát, và misamisan nhỉ? Samisan là sự kết hợp, tức là không có liên hệ, không có liên hệ đến cái việc dễ làm đâu. Achanta bukaran. Achanta thì chúng ta dùng cái nghĩa tức là tính từ, nghĩa là rất hoặc là cực kỳ. Bukaran cực kỳ khó làm. Panchavida prajaga bikankaran. Karan mà nghĩa karunto là đang khi thực hiện. Đang khi thực hiện cái gì? Panchavida, năm cái loại mà đại thí này, prajaga này, là cái điều mà cực kỳ khó làm. Nó không có kết hợp với cái việc mà, tức là nó không có mang tính chất dễ làm đâu. Kiểu qua đó bukaran. Rồi còn Bharatan ở đây tức là cái gì? Paresamatthan yewa. Para là paresan nha, còn atthan lợi ích cho người khác. Paresan là lợi ích cho những người khác nha. Akka này, katawa này nè. Akka này, katawa nha. Katawa tức là bất biến quá khứ từ đó, katawa. Rồi kế tiếp nữa là tamme. Tamme đi sang các thang, các tăng ahang namami. Tăng e đi sang. Tất ra, tăng Edison, tất cả các tăng ác hành nó là miết như vậy. Con, gọi như là tôi, xin kính lễ, tất con xin kính lễ đến, tất cả các tăng, tất đứng như lai ấy, Edison nha. Như vậy, Edison là như vậy. Tăng tất cả các tăng, tất đứng như lai ấy, như vậy, tức là có những cái phẩm chất phía trên như vậy. Rồi bây giờ chúng ta gặp lại nè. Như vậy là ba đăng à, như vậy chúng ta thấy nè, trong cái cách mà dựa vào chú giải đấy, dựa vào cái đó chúng ta mới biết được rằng caro là nó nằm phía dưới này nha. Caro bajata đúng không? Caro bajata, caro bajata nó có sắc giá đó. Tương tự như vậy là ba đăng aka đúng không? Ba đăng là sao? Ba đăng là đó. Xuất khắp ba đăng thì mang hai nghĩa. Một là nhân của ác lạc. Hai đó là hoặc là người mang đến sự ác lạc. Chà chà, chà chi tòa. Rồi như là chúng ta gặp lại đây này. Tathagato yo, tathagato karuna karo. Đức Như Lai nào là bậc có lòng đại bi? Vị ấy lan tỏa hoặc phát khởi nha. Lan tỏa hoặc như là trình bày, hoặc như là theo kiểu là vận chuyển bác xe pháp đó, mang đến sự an lạc xuất khắp ba đăng này. Theo cái cảnh đó là xuất khắp đa giác căn nhà, mang đến sự an lạc. Paratham đó là cái gì? Sự an lạc đó với mục đích là cho chúng sanh khác. Paresan các thành. Và ba đăng nữa đó là cái gì? Aka. Tức là sau khi mà đã hướng cho họ đạt đến cái niết bàn rồi. Đúng không? Ta đang bị dính với AK không dữ. AK hồi nãy chúng ta dùng cái nghĩa là cái gì? Đúng. Là Katawa nè. Do vậy con xin kính lễ đến cái gì, đến các tăng này, kêu quá đức ca răng đến cái gì,
đến cái bậc này mà đã thực hiện, đang thực hiện năm cái cấp đại thí mà khó làm cực kỳ, năm cái cấp đại thí mà khó làm cực kỳ trong cái gì, trong tam giới. Như 10 giờ này hả? Trong tam giới mà cái gì, trong tam giới với cái khía cạnh tức là với bản chất là nhân dẫn đến khổ đau, mang nghĩa rằng là cái gì, trong cái phần kể em chỉ tới là gì, con xin kính lễ, tức là đức đức Như Lai nào mà là người có lòng đại bi, mà người đó là như thế nào, trình bày cái con đường và cái đem đến cái sự an lạc cho vì mục đích lợi ích chúng sanh khác, và sau khi mà hướng họ đạt đến quả vị mà giải thoát như vậy rồi, con xin kính lễ đến cái vị đó đó, cái vị hồi nãy Đức Thế Tôn phía trên như vậy đó, là bậc đã làm được cái việc mà khó làm ở đời này, mà ở đời này bao gồm là cả cái cảnh tức là cái gì, vọng tử sanh luân hồi với cái cảnh tức là nhân mà kéo dài cái vọng tử sanh khổ đau này, con xin kính lễ cái bậc mà gọi là đã vì cái lòng đại bi tìm ra cái đường giải thoát và giúp cho chúng sanh hữu duyên và đạt được sự giải thoát đó. Bây giờ như vậy thì buổi sau chúng ta sẽ học tiếp. Buổi sau chúng ta sẽ coi ra cái phần là Banh Giá Bí Đá Bất Giá Gá nha. Dạ, xa đi. Là có đề cập sơ, giới thiệu sơ và cũng như là có đề cập đến cái phần kể đầu tiên nha. Như mình chút giải. Rồi, ta hỏi hơn nha. Buddha sanang kiran ditaro, Buddha sanang kiran ditaro, Buddha sanang kiran ditaro, saru saru. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ.